Trời, tóc này kẻ hai mái luôn, ba mái luôn. Trời, tóc này đẹp chứ hả? Tóc này đẹp quá. Kéo nữa hả? Trời, rồi cho thêm nhậm màu lên luôn. Rồi hết đi Văn Viên ơi. Trời, tóc này đẹp quá các bạn ơi, nhưng mà hết luôn. Hết luôn nha. Rồi xong rồi, bỏ vô hũ lại rồi mình chơi mấy tóc ba màu luôn. Wow, các bạn ơi, nay bạn Bin với bạn Kiệt có đồ chơi gì vậy? Làm tóc cho Bob Boy. Đây các bạn ơi, nay bạn Bin với bạn Kiệt có bộ đồ chơi làm tóc nè. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ bỏ đất sét vô nha. Rồi mình bỏ đất sét vô rồi bắt đầu mình làm tóc nha. Đây đây, mình có thêm cái kéo nè, hồi mình hớt tóc cho hớt tóc luôn. Rồi đè đè cứng xuống nha, đè mạnh xuống. Rồi đè mạnh xuống. Bây giờ mình sẽ làm tóc màu xanh trước nha. Ừ, đẹp mảnh xuống luôn. Rồi, gắn tóc lên. Tóc gì đây ta? Rồi, mình làm cái tóc hình tròn trước đi. Đây, đây là đầu tóc hình tròn nha. Rồi, mình gắn vô thôi. Rồi, bạn Biên con bóp đi. Rồi, con đè xuống. Đẹp mảnh lên. Nữa, nữa. Trời ơi. Trời, tóc dài vậy. Rồi, lấy kéo hớt tóc ra đi. Rồi, lấy kéo hớt tóc. Rồi, hớt tóc cho các bạn này nghe. Trời, bạn này gì tóc mà dài dữ vậy ta? Ôi, nguyên một chùm tóc bị đứt rồi. Rồi hớt tiếp đi bạn Bin ơi. Rồi cho bạn Bin hớt nha. Trời ơi, bạn Bin con hớt tóc kì vậy. Trời, con hớt sát cái đầu luôn rồi. Rồi còn ba cọng trên trước mặt nè, dài quá trời luôn nè. Tém luôn hả? Rồi bây giờ mình hớt tóc thành chú lính luôn nè. Y như chú lính luôn đó. Sát đầu luôn. Rồi hớt xong rồi cho đi nghĩa vụ quân sự luôn nha. Chịu không? Rồi các bạn ơi, xong rồi bây giờ mình đổi cái hình khác nha. Rồi lấy hộp đất sét khác đi bạn Bin ơi. Mình lấy hộp màu vàng đi. Đúng rồi, gỡ hộp màu vàng ra. Wow, đất màu vàng đây cho các bạn xem với. Đây nè các bạn ơi, đây là hộp đất sét màu vàng nha. Rồi còn nguyên một cục dính đây luôn nè, nguyên cái đầu tóc luôn. Rồi bỏ đất sét vô bạn Bin ơi. Chưa mình gắn cái người lên nha. Rồi để cho anh Kiệt dặn lên xong rồi cái con bỏ đất sét màu vàng vô nha. Rồi bỏ màu vàng vô. Qua đem ảnh vô. Trang trí tóc đi rồi. Ở dưới đây mình có mấy cái này thôi, mình làm mấy hình bông hoa nè. Phải trang trí tóc. Rồi tóc đâu rồi? Rồi bây giờ mình làm tóc hình răng cưa nha. Rồi đè xuống vô. Rồi chuẩn bị nha. Để coi mấy tóc hình răng cưa này đẹp không. 1, 2, 3. Rồi đè xuống thôi. Mạnh lên nha, mạnh lên nha. Wow, trời, tóc này trẻ hai mái luôn, ba mái luôn. Trời, tóc này đẹp dữ hả? Wow, tóc này đẹp quá. Kéo nữa hả? Trời ơi, rồi cho thêm nhậm màu lên luôn. Rồi hết đi bạn Bin ơi. Trời, mấy tóc này đẹp quá các bạn ơi, nhưng mà hết luôn. Hết luôn nha. Rồi hết mấy ngày cái đầu luôn rồi. Rồi xong rồi, bỏ vô hũ lận hồi mình chơi mấy tóc ba màu luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi mấy tóc màu nâu nha. Rồi gỡ cái đầu tóc này ra. Rồi cho bằng Bin gỡ cái đó ra cho các bạn xem với bằng Bin. Màu gì vậy? Màu nâu. Rồi rớt luôn rồi. Rồi màu nâu nha. Đâu, để cho bạn xem chứ. Rồi kéo ra thử coi. Wow, dẻo không bằng Bin này, bóp thử dẻo không? Dẻo lắm hả? Wow, rồi. À, con làm bánh được luôn hả? Chúc mình làm bánh nha. Nè, bỏ dưới đây mình làm bánh nè. Chú mình bỏ vô khuôn cho mình làm bánh được luôn á. Đấy, khuôn bánh nè. Rồi bây giờ mình bỏ màu nâu vô nha. Đè mạnh xuống nha. Rồi mình còn một cái khuôn tóc nữa. Rồi khuôn tóc hình vòng tròn nha đó. Đây các bạn, đó khuôn tóc hình vòng tròn nè. Rồi bắt đầu nha, còn không? Còn bỏ nhiều vô nha. Bỏ nhiều vô cho tóc nó đẹp. Tóc dài vô. Ừ. Thơm không? Đất sét này thơm lắm các bạn ơi. Sao nó không khớp vậy? Rồi bắt đầu. Mạnh lên nghiêng, mạnh lên. Wow, trời ơi, tóc này gì đâu bị xói giữa trán luôn rồi. Trời ơi. Xói giữa trán luôn rồi. Rắn giống rắn vậy hả? Trời ơi, tóc dài dữ hả? Ngắn. Kéo đâu rồi, kéo đâu rồi. Hớt bớt đi, dài quá. Rồi, bây giờ mình trộn màu đi. Mình trộn màu xanh với màu vàng với màu nâu luôn. Trời ơi, tóc này y như con rắn vậy đó, đen thui thù lùi luôn.
Rồi mình chọn mấy màu luôn nha. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ mở cái màu xanh cuối cùng ra nha. Rồi mạnh lên. Rồi cho hai màu xanh này trộn vô luôn. Màu xanh lá cây với màu xanh nước biển thì trộn vô luôn nè. Ý trộn thêm màu nâu nữa. Rồi mình làm gì ta? Làm ờ làm bánh đi. Rồi bây giờ mình làm khuôn làm bánh nha. Rồi bây giờ làm bánh đi anh kìa. Bạn Kiệt ơi, mình làm cái nón nè. Ờ làm cái nón nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái nón trước. Wow, đây một cái nón này gỡ ra cho chú đội lên luôn. Cho chú búp bê đội lên luôn. Thằng ơi. Rồi đắp xếp này quá. Đây bạn Bin có cục đắp xếp màu xanh nè. Con làm bánh á. Làm bánh á hả? Con làm bánh gì vậy? Bánh lục da hả? Rồi xong cái nón rồi, đội nón lên luôn. Trời ơi, cái nón nhỏ quá. Cái đầu bự mà cái nón nhỏ xíu à. Rồi, tiếp theo làm cái cà ra vát nha. Cái cà vạt nha. Cái cà vạt mình đeo trên trước nè. Cà vạt mình làm màu nâu đi. Con làm cái gì Bin? Con làm cái gì đây? Con làm bánh nữa hả? Rồi, tiếp theo mình làm cái cà ra vát nha. Cái cà vạt á. Đây, chú lính nè. Đây, chú búp bê. Búp bê gì kỳ á? Đây, búp bê mặc áo sơ mi của em bé nè. Đâu, bạn Bin. Trời ơi, con làm được cái bánh gì rồi? Wow, đây một cái cà ra vát. Rồi, đeo vô bạn Kiệt ơi. Đeo vô cho cái búp bê này đi. Rồi, để lên luôn. Rồi, bạn Bin làm cái gì ta? Wow, một cái nón tay bèo bự dữ hả? Trời ơi, một nón tay bèo che cái mặt luôn nè. Rồi, cái cà ra vát vô nghe. Wow, rồi, Bin con làm cái gì vậy? Bánh ba màu luôn hả? Rồi bây giờ mình cho các bạn xem lại cái làm tóc cuối cùng nha. Bây giờ mình bỏ hết màu vô luôn. Trộn màu lại thập cẩm luôn. Đây, trộn giống bằng Bin như nè. Màu thập cẩm luôn. Xong mình làm một cái đầu tóc khác nha. Rồi gỡ ra bằng Kiệt ơi. Cái đầu này không có đẹp rồi. Cái đầu này bị xối giữa chén không có đẹp. Rồi, mình hòm lấy cái đầu này đi. Cái đầu này đẹp nhất nè. Cái đầu này hai mái đẹp nè. Rồi gỡ ra nha. Rồi gỡ đầu tóc ra bằng Bin lên. Gỡ mạnh lên. Rồi đây là các bạn ơi, mái tóc 7 màu, nặng lên, mạnh lên, mạnh lên. Wow, tóc 3 màu luôn, trời ơi, đẹp dữ hả? Rồi hớt tóc đi, hớt tóc luôn. Hớt tóc luôn nha. Rồi tỉa đẹp đẹp nha, tỉa đẹp đẹp rồi mới đi học được. Rồi tóc ai dài dữ hả Bin? Tóc của ai mà dài dữ hả? Tóc con rắn hả? Cái thú làm gì sủa dữ hả? Hả? Xu gắn nhau quá hả? Ôi các bạn ơi, bạn Kiệt nè. Bạn Kiệt hớt mấy tóc đẹp quá. Rồi mình chùm luôn luôn. Ê, các bạn ơi, như vậy là video về cái máy làm tóc đến đây là hết nha. Dắt xét đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.